Ừ, mong sư hoan hỷ dạy thêm cho con con đã được nghe sư nói vài lần về vấn đề chết là đi tái sanh liền nhưng con không hiểu và con nghĩ rằng trường hợp người chết tái sanh vào thai sanh hoặc vào nạ noãn sanh thì cần phải có thời gian nhất định nào đó để tâm thức có nơi để tái sanh ví dụ như tái sanh vào loài chó thì cần phải có sự giao phối thành công giữa con chó đực và con chó cái và phải có những người và có phải những người chết nếu tái sanh vào loại rút sanh thì thường sẽ tái sanh vào loài vật nuôi trong nhà không thư sư? Rồi, Ô, xin lỗi nãy quên tắt cái âm thanh. Rồi xin nói lại ha, xin nói lại. À, làm chúng ta không phải chờ đâu. Tại vì cái số chúng sanh ngoài loài người ra đó nó nhiều gấp vô số lần số loài người nha đó là chưa kể là địa ngục ngạ quỷ súc sanh uh, nó chia nó chia gọi là chia phần ấy chia phần ấy. mà số loài người ấy nha số người mà chết mà xuống dưới địa ngục á nó nhiều gấp rất là nhiều lần số mà chết mà được vào ngạ quỷ nha xuống địa ngục là ưu tiên số 1, ưu tiên hàng đầu nó lấy hết hầu hết là mình đi địa ngục rồi cái số còn lại đó mới bắt đầu tính cái đường khác rồi cái số ít ỏi còn lại đó rất lớn hầu hết trong số ít ỏi còn lại nó đi xuống nhà quỷ chỉ còn một số ít rất là ít ỏi mới ở lại cái là xúc sanh thôi thành ra uh, cái số mà người chết mà được làm lại thú á thực tế nó không có nhiều đâu nha đa số đi xuống dưới xuống sâu hơn uh, thêm một vấn đề nữa đó là mình không phải chỉ có ở cái mình gọi là ở cái thế giới này nha còn ở những cái thế giới khác nữa mà trong kinh là có những có kẻ trường hợp là người ta tái sanh người ta làm cái loài chúng sanh ở một cái quả địa cầu khác mà mình gọi là ở cái hành tinh khác ấy, không phải ở đây nữa à, thành ra cái số chúng sanh mà ngoài loài người ra có rất là đông nha cứ yên tâm yên chí nha không có chuyện là mình phải chờ đâu cái thứ hai cái số chúng sanh mà có duyên làm cha làm mẹ của mình ấy có rất là nhiều nhiều ghê lắm, nhiều vô số Tại vì sao dòng luân hồi của mình có rất là nhiều Thành ra Cứ yên chí nha Mình không có cần mình phải chờ lâu tới như vậy đâu ừ. Cái này á Là mình nói là À gì đó, đâu cho coi lại câu hỏi à, Chúng sanh tái sanh, thai sanh hoặc nguộn sanh Thì cần phải có thời gian nhất định nào đó Để tâm thức tái sanh Ví dụ như tái sanh vào loài chó Cần phải có sự uh, giao phối thành công cho được chó cái À cái này là giống như mình ngồi mình lo bò trắng răng nha là, mình ngồi mình không có đọc giáo lý mình không có học vi pháp về tâm tục sanh và tâm tử rồi cái mình ngồi mình lo bò trắng răng và cái này mình đang nhìn trên một vật một đối tượng ví dụ như mình đang tưởng tượng rằng giờ tôi tôi hay người thân tôi chết giờ giờ tái sanh vô đó đó rồi nó sao làm sao thì thì cái này là mình ngồi mình suy tưởng không không nha thì tưởng không đâu về mình đang lấy một cái mà mình nói Còn này mình không có nói cho toàn bộ chúng sanh Có khi chư thiên rớt xuống nữa rồi cắt cõi khác họ đi vào à, bào thai của thú Quý biến á có tất cả 20 cách tục sinh mà trong đó là 19 tâm tục sinh và một cái tự tục sinh về cổ vô tưởng. Ở đây đó, không có nói dài dòng được bởi vì như vậy học vi pháp nói không có uh, hiểu cái này nhưng mà đại khái vì vị hiểu uh, cái sự tục sinh nó có tới 20 20 cách tục sinh còn về cái loại tirachana đó là bằng xanh đó là mình mình phải hiểu như vậy nè không phải là đợi mình 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 chết xong rồi cái mình đợi con chó nó nó nó, nó xử xong rồi cái nó, mình chui vô là không phải mà cái nhân viên nó nó đầy đủ để cho gọi là tinh cha quyết mã hình thành thì cái tâm thức của người chết đó mới tái sanh vào chứ không phải là giấc dưỡng đợi ngồi đợi không phải tại vì biết á, cái tâm tử á bồ thí sanh đí á và tâm tục sinh á, là, là, là tâm tử là chu tí á tâm tục sinh là bố thí sanh tí khi mà cái tâm bố thí sanh tí tâm tử chu tí nó sanh khởi nó 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 sanh lên thì lập tức cái tâm tục sinh bố thí sanh tí nó sanh khởi ngay và nó hai cái này nó sanh ra một cái ni tá tức là tướng trạng và khi mà cái ni tá này nó dùng chung của hai tâm tử và tâm tục sinh nói này hiểu không trời nói nói sao cho nông dân họ hiểu <laughs> <laughs> bị gì á cái này phải phải dùng quy pháp mới 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 hiểu được nói chung là muốn hiểu phải học cái này quý vị tìm hiểu cho đàn hoàng học như pháp đi học về, về sự tái sanh về cõi á có phải những người chết tái sanh vào loài súc sanh thì sẽ sanh vào vật nuôi trong nhà hay không cái này nó có nhưng mà nó không phải là, mà, là, là gọi là phần đông còn ví dụ mình đọc trong kinh điển thấy một hai lần cái mình tưởng nhiều ví dụ như Ờ, trong kinh nói ông này cũng mất ông chết cái ông tái sanh làm con bào thai con chó cái và là cái tích truyện uh, uh, Bá hộ rùa sát cá đó. cái lúc mà ăn cơm thấy con chó nó ngon hơn mình nữa cái nghĩ mà sanh chó sướng hơn cái tái sanh là vô bào thai con chó cái thì có hiếm một vài lần còn uh, biết chúng sanh vô số kể cho nên á uh, cái tái sanh đi đâu uh, là cái chuyện liên quan tới nghiệp duyên của mỗi chúng sanh Uh, Kamasakata mỗi chúng sanh có nghiệp riêng cho nên uh, không có nhất thiết cứ cứ người chết trong nhà là nếu mà cái nghiệp làm cho họ tái sanh làm vô bàn xanh đó là phải là tái sanh vào trong nhà uh, của mình vẫn nuôi trong nhà là cái này nó, nó cũng có nhưng mà nó không phải là là một trăm phần trăm cái không phải một trăm phần trăm đó. quý vị cứ xác định là ừ. nó nó khó hơn cái chuyện mà bây giờ mình mua vé số mà chúng độc đắc á nha khó hơn nhiều á thành ra là nói mất công có gì nghĩ là chắc cũng vài chục phần trăm không phải không nha thấp hơn á ừ.